quý vị mở đầu phần tin thế giới ngay sau đây sẽ là các diễn biến giao dịch của các sàn chứng khoán. Nhóm cổ phiếu năng lượng và tài chính ngân hàng đã trở thành lực đẩy chính giúp cho chứng khoán Mỹ giữ được sắc xanh trong phiên giao dịch ngày hôm qua 2 tháng 3. Sự hồi phục của giá dầu thế giới và những triển vọng tích cực về nền kinh tế Mỹ đã tạo động lực cho phố Wall trải qua phiên giao dịch đầy hưng phấn. Kết phiên giao dịch ngày 2 tháng 3, cả ba chỉ số chính của phố Wall là Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đều tăng lần lượt 0,2%, 0,41% và 0,29%. Giá dầu thô đã lấy lại được niềm tin nhà đầu tư sau khi tăng đến 35,17 đô la Mỹ một thùng, mức giá cao nhất kể từ ngày 6 tháng 1 năm 2016. Triển vọng về sự hồi phục của giá dầu càng tăng cao sau khi Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela công bố thông tin về cuộc gặp sắp tới của 15 quốc gia thảo luận kế hoạch đóng băng sản lượng dầu thô toàn cầu. Phản hồi tích cực với thông tin này, nhóm cổ phiếu năng lượng tăng đến 2,5%. Một thông tin khác cũng góp phần hỗ trợ thị trường chứng khoán Mỹ có được phiên sành sàng. Mới đây nhất, bản báo cáo việc làm tháng 2 vượt kỳ vọng với 214.000 việc làm mới được tạo ra, tiếp tục thể hiện tín hiệu tích cực về triển vọng phục hồi của nền kinh tế hàng đầu thế giới. Theo đó, khả năng cục dự trữ liên bang Mỹ Fed tăng lãi suất trong năm nay càng trở nên khả thi. Nhóm cổ phiếu ngành tài chính ngân hàng được nhà đầu tư đặc biệt quan tâm nhờ những thông tin này. Cổ phiếu của đại gia ngân hàng nước Mỹ Bank of America tăng hơn 2%, trong khi cổ phiếu của tập đoàn tài chính JP Morgan cũng tăng đến gần 1% trong phiên này. Ở chiều ngược lại, nhóm ngành nguyên vật liệu giảm điểm mạnh nhất. Cổ phiếu của tập đoàn nông nghiệp lớn nhất thế giới là Monsanto giảm sâu đến gần 8% sau tuyên bố cắt giảm dự báo lợi nhuận. Mặc dù vẫn thấp hơn mức bình quân của 20 phiên vừa qua, nhưng chứng khoán Mỹ đêm qua nhìn chung đã có một phiên giao dịch sôi nổi với 8,26 tỷ cổ phiếu được trao tay. Và không nằm ngoài xu hướng chung từ phố Wall đêm trước thì chứng khoán châu Á phiên ngày 3 tháng 3 ngày hôm nay đã tràn ngập sắc xanh với điểm sáng đến từ nhóm cổ phiếu năng lượng. Các phiên thì hầu hết các chỉ số chính tại châu Á đều tăng điểm. Cụ thể kết thúc phiên giao dịch ngày 3 tháng 3, chỉ số Nikkei của Nhật Bản, Kospi của Hàn Quốc, AS200 của Úc và Shanghai của Trung Quốc tăng lần lượt 1,28%, 0,55%, 1,19% và 0,36%. Thị trường Trung Quốc đón nhận tin vui vào đầu phiên với chỉ số nhà quản trị mua hàng BMI lĩnh vực dịch vụ do Kaixin vừa được công bố đạt 51,2 điểm. Mặc dù vẫn còn giữ mốc trên 50 điểm, nhưng việc BMI tháng 2 đã có dấu hiệu suy yếu so với tháng trước đó, cho thấy tăng trưởng ngành dịch vụ nước này đang thiếu ổn định. Đây là lý do khiến chứng khoán Trung Quốc tăng điểm yếu nhất tại thị trường châu Á trong phiên này. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông thậm chí còn đi ngược xu hướng chung và giảm 0,48% vào cuối phiên sự hồi phục của giá dầu tiếp tục tạo điểm sáng tại thị trường châu Á trong phiên ngày 3 tháng 3. Trong suốt phiên giao dịch, giá dầu WTI tăng 0,38%, tạo tác động tích cực lên nhóm cổ phiếu năng lượng như phố quanh điểm trước. Cổ phiếu impact tăng điểm ấn tượng trong nhóm năng lượng tại Nhật với hơn 5%. Trong khi đó, các đại gia khác như Santos, Onset đều giữ sắc xanh với mức tăng trên 2,5%. Các cổ phiếu khai khoáng tại úc cũng trải qua một phiên giao dịch tích cực với điểm sáng nhất thuộc về cổ phiếu của Voskill tăng đến gần 7%. Tại thị trường Nhật, nhóm ngành xuất khẩu giữ được đã tăng trong phiên nhờ vào động lực tỷ giá đô la Mỹ bắt đầu mạnh trở lại so với đồng yên. Cổ phiếu của Toyota, Nissan và Honda đều kết phiên bằng sắc xanh. Thưa quý vị, theo số liệu của Hội đồng Vàng Thế Giới, thì giá vàng thế giới tháng 2 vừa qua đã tăng 9,5% so với tháng 1. Đây là mức tăng theo tháng cao nhất của giá vàng trong 4 năm qua. Các nhà đầu tư trên toàn cầu đang quay trở lại với vàng như là một tài sản trú ẩn an toàn giữa lúc có nhiều quan ngại về nền kinh tế thế giới trong 2 tháng đầu năm 2016, giá vàng liên tục trên đà tăng, trong bối cảnh thị trường chứng khoán biến động và các nền kinh tế lớn liên tiếp đón nhận những dự kiện tăng trưởng không khả quan. Hồi 11 tháng 2, giá vàng đã có lúc chạm đến ngưỡng là 1.263 đô la Mỹ một ounce. Nhu cầu mua tài sản trú ẩn đang rất lớn giữa lúc đang có nhiều lo ngại về việc Mỹ tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 3 và tháng 6, cũng như khả năng Anh rời khỏi EU. Rồi còn thị trường chứng khoán toàn cầu giảm, vân vân, tất cả những yếu tố đó đang đẩy giá vàng tăng. Nhưng ngân hàng đầu tư lớn trên thế giới đã nhiều lần điều chỉnh dự báo giá vàng trong năm nay. Chẳng hạn như Rabobank, ngân hàng này dự báo giá vàng có thể đạt 1.300 đô la một ounce vào cuối năm nay. Trước đó dự báo chỉ là 900 đô la một ounce. Hôm qua Ủy ban châu Âu công bố kế hoạch sẽ cung cấp 700 triệu euro, tương đương với 760 triệu đô la Mỹ trong vòng 3 năm nhằm giúp cho các nước thành viên EU giải quyết các vấn đề nhân đạo, trong đó bao gồm vấn đề khủng hoảng di cư. Các ủy EU về viện trợ nhân đạo và quản lý khủng hoảng cho biết, theo kế hoạch Ủy ban châu Âu sẽ bố trí 300 triệu euro trong năm nay và 200 triệu euro mỗi năm cho năm sau và năm 2018. Kế hoạch này chính là câu trả lời của châu Âu trên tinh thần nhân văn và đoàn kết. 700 triệu euro sẽ đáp ứng những nhu cầu cơ bản cho người tị nạn. Nó cho phép EU tăng cường những hoạt động viện trợ nhân đạo trong khắp các nước thành viên, đặc biệt là những nước đang bị quá tải. Hiện tại, kế hoạch này vẫn còn đang trên giấy và cần phải có sự phê chuẩn của tất cả thành viên EU và nghị viện châu Âu. Nếu được thông qua, đây là lần đầu tiên EU bố trí nguồn vốn để giải quyết khủng hoảng di cư nổ ra từ giữa năm 2015. Ủy ban Olympic Quốc tế IOC đã ca ngợi những nỗ lực của Brazil trong việc giải quyết vô số những vấn đề mà nước này đang gặp phải trong bối cảnh Thế vận hội sắp diễn ra vào tháng 8 tới đây, bao gồm việc kiểm soát được dịch Zika. Brazil hiện đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng chính trị, nền kinh tế suy thoái và mới đây nhất là sự bùng nổ của dịch Zika. Điều này khiến việc chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic 2016 bị ngưng trệ. Chúng tôi đã nhận được báo cáo mới nhất từ chính quyền Brazil về những bất ổn đã được giải quyết, điều kiện vệ sinh môi trường đã được đảm bảo, vì điều hòa nhiệt độ tại làng Olympic cũng đã được các nhà chức trách hỗ trợ đáng kể. Trong cuộc nói chuyện với Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới về WHO, bà Margaret Chan cho biết, Rio không còn là điểm nóng của dịch Zika và tính rằng Olympic sẽ diễn ra trong an toàn. Ban tổ chức Olympic cũng đã tăng cường kiểm soát chất lượng nước tại những nơi diễn ra các bộ môn như bơi lội hay đua thuyền, khi các vận động viên ngày càng lo ngại về sự ô nhiễm nước. Kế hoạch kiểm tra chất lượng nước được tiến hành 2 ngày một lần, và khi Olympic diễn ra sẽ là mỗi ngày một lần. Ông Thomas Bach cũng ủng hộ việc cắt giảm chi phí cho Olympic của Brazil và dùng số tiền này giải quyết các cuộc khủng hoảng. Ban tổ chức đã đề ra một bản cân đối ngân sách. Đây là kết quả của sự đoàn kết giữa ban tổ chức và các bên liên quan đến Olympic. Chúng ta đều nhận thấy rằng Brazil đang trong tình trạng khó khăn và những cuộc khủng hoảng nằm ngoài tầm kiểm soát của ban tổ chức. Hãng khai khoán Samarco vừa đạt được thỏa thuận với chính phủ Brazil rằng hãng này sẽ chi ra 6 tỷ đô la cho công tác khắc phục sự cố và bồi thường sau vụ vỡ đập gây chết người hồi tháng 11 năm ngoái. Ngày 2 tháng 3, hãng khai khoán Samarco và các chủ đầu tư bao gồm BHP Billiton và Vale SA đã đạt được thỏa thuận với chính phủ Brazil về mức bồi thường thiệt hại 24 tỷ reais tương đương với 6 tỷ đô la Mỹ sau vụ vỡ đập. Trong đó từ nay đến năm 2018, Samaco sẽ chi 1,1 tỷ đô la cho công tác dọn dẹp khu vực thảm họa, đặc biệt là các chất thải độc hại tràn ra từ hoạt động khai thác quặng sắt. Từ năm 2019 đến 2021, Samaco sẽ tiếp tục chi từ 205 đến 400 triệu đô la. Số tiền còn lại sẽ chi trong vòng 15 năm cho các kế hoạch cải thiện môi trường trong khu vực. Vụ vỡ đập xảy ra hồi tháng 11 năm ngoái là thảm họa môi trường tồi tệ nhất ở Brazil gây thiệt mạng người chín người và hàng trăm người rơi vào cảnh mất nhà cửa. Con sông lớn ở trong khu vực cũng bị ô nhiễm. Tổng thống Brazil, bà Dilma Rousseff cho biết khắc phục thiệt hại là trọng tâm của thỏa thuận lần này. Hôm nay, sau 4 tháng kể từ vụ vỡ đập, mặc dù khó khăn vẫn chưa qua và khu vực chịu đập vẫn đang gánh chịu hậu quả, chúng tôi cũng rất hoan nghênh thỏa thuận với Samarco. Đây là một phần trong tiến trình khắc phục thiệt hại gây ra cho người dân. Đó là phần quan trọng nhất và thêm nữa là thiệt hại đối với môi trường. Một nhà đầu tư của Samarco là Vell trong một thông báo độc lập có nói rằng nguồn lực của Samaco không đủ để chi trả bồi thường. Do vậy, Vail và BHP Billiton sẽ trang trải phí tổn này. Con số 6 tỷ đô la chưa bao gồm chi phí pháp lý cho các vụ kiện tụng và điều tra trách nhiệm hình sự. Thưa quý vị, Đức đang tiến hành điều tra Facebook vì nghi ngờ mạng xã hội này vi phạm luật bảo vệ dữ liệu bằng cách lạm dụng sức mạnh thống lĩnh trên thị trường. Cục cạnh tranh Liên bang Đức nghi ngờ Facebook sử dụng thông tin của người dùng thông qua điều khoản và sử dụng dịch vụ của người dùng cho những mục đích ngoài quy định. Từ đó, Facebook tạo thế cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường. Facebook hiện đang là mạng xã hội lớn nhất thế giới với 1,6 tỷ người dùng mỗi tháng. Doanh thu hoạt động của Facebook chủ yếu đến từ việc thu thập dữ liệu và ý kiến, hoạt động và liên kết xã hội của người dùng thông qua những bài đăng tải của họ. Người dùng cung cấp thông tin và Facebook dùng những thông tin này cho mục đích quảng cáo. Chúng tôi đang điều tra xem liệu Facebook có thông báo cho người dùng biết những thông tin mà họ cung cấp sẽ được dùng vào mục đích gì và ở mức độ nào hay không. Ông Minh chưa biết, cuộc điều tra chỉ mới vừa được bắt đầu và sẽ không gây ảnh hưởng gì đến Facebook hoặc người dùng. Trong quá trình điều tra, Cục Cạnh tranh Liên bang Đức sẽ phối hợp với các chuyên gia về bảo vệ dữ liệu, Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng và Ủy ban châu Âu. Một trong những nhà bán lẻ những mặt hàng thể thao lớn nhất thế giới là Sports Authority đã nộp đơn xin phá sản vào hôm thứ Tư tuần qua, sau nhiều năm trực vật với nợ nần và cạnh tranh với các đối thủ lớn cũng như sự phát triển của thị trường trực tuyến. Dấu hiệu của việc phá sản đã được thấy từ hồi tháng Giêng khi Sports Authority cho biết họ không thể trả một khoản nợ 20 triệu đô la Mỹ. Sports Authority sẽ cho đóng cửa 200 trong 463 cửa hàng trong vòng 3 tháng tới. Theo hồ sơ nộp cho tòa án, tài sản nợ của hãng này lên đến 10 tỷ đô la Mỹ, trong khi tài sản có chỉ đạt 1 tỷ đô la Mỹ. Theo tôi, khoản nợ tỷ đô đang khiến Sport Authority dậm chân tại chỗ và không linh hoạt trong việc sử dụng vốn vay, việc hoạt động thực sự khó khăn trong môi trường bán lẻ khắc nghiệt. Khoản nợ như dây thòng lọng quanh cổ vậy. Sport Authority đã vay thêm 595 triệu đô la Mỹ để hoạt động trong thời gian phá sản, đồng thời hãng cũng tìm kiếm người mua những cửa hàng còn hoạt động. Việc đóng cửa các cửa hàng và nộp đơn xin phá sản sẽ làm ảnh hưởng đến việc làm của hơn 14.500 nhân viên.